Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thông tin từ đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã bác bỏ những suy đoán vô căn cứ của truyền thông phương Tây rằng Nga đứng sau vụ tai nạn máy bay của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, gọi đó là lời nói dối trắng trợn. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rõ đã có nhiều suy đoán về vụ tai nạn máy bay và cái kết bi thảm của các hành khách, trong đó có ông Yevgeny Prigozhin. Ở phương Tây, tất cả những suy đoán đó đều được trình bày từ một góc độ nhất định và tất cả chỉ là dối trá. Người phát ngôn yêu cầu giới truyền thông phải căn cứ vào sự thật khi đề cập đến vấn đề này. Các hãng tin TASS, RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Peskov cho biết đến nay vụ việc vẫn chưa rõ ràng và cần thêm các khám nghiệm pháp y để khẳng định ông Prigozhin, chủ lực của Wagner, đã thật sự tử vong hay chưa. Kết quả điều tra chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn thành. Ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng, bao gồm cả xét nghiệm ADN trên thi thể nạn nhân. Giới chức Nga trước đó cho hay ông Prigozhin có tên trong danh sách 10 người trên chiếc máy bay bị rơi ở vùng Tver hôm 23 tháng 8. Tất cả đều thiệt mạng nhưng đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc tìm thấy hay chưa dạng thi thể của ông Prigozhin. Nguyên nhân khiến máy bay rơi cũng chưa được làm rõ. Ông Peskov nói thêm, chưa rõ Tổng thống Putin có dự đám tang của ông Prigozhin hay không nếu thực sự ông này tử nạn, bởi lịch trình của ông Điện Kremlin rất bận rộn. Thông tin ông trùm Wagner đã tử nạn trong một vụ rơi máy bay ở phía bắc nước Nga đã dấy lên nhiều nghi ngờ về việc thông tin này có thực sự là sự thật hay không. Tuy nhiên, sau vụ việc, nhiều chuyên gia quân sự đặt nghi ngờ trong thời gian tới liệu Wagner có còn khiến nhiều đội quân trên thế giới nghi ngại như dưới thời ông Prigozhin. Bên cạnh đó, giới quân sự còn đặt ra giả thuyết liệu ai sẽ là người tiếp nối ông trùm Prigozhin trở thành chủ tập đoàn quân sự Wagner. Một số nguồn tin cho rằng đã xuất hiện những cái tên được suy đoán là nhân vật có thể thay thế ông Prigozhin, nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn. Nhà phân tích quân sự Sian Bell tại Anh vào tháng 6 nhận định với hãng tin Sky News rằng nếu không có Prigozhin, Wagner chẳng là gì cả. Tờ Guardian Anh nhận định có một điều chắc chắn là Wagner hiện không còn như trước kia. Hàng trăm chiến binh Wagner điều động đến các căn cứ của Belarus để đào tạo binh lính đã bắt đầu rời khỏi đất nước này. Một số không hài lòng với mức lương thấp. Lực lượng Wagner ở Belarus giảm số lượng từ 5.000 xuống khoảng 1/4. Tại Nga, các hoạt động của Wagner bị gián đoạn trong suốt 2 tháng qua khi dường như Prigozhin và các đồng minh của ông đang tìm kiếm một vai trò mới. Bà Rama Jadi tại Hội đồng Đại Tây Dương đánh giá có 3 viễn cảnh là Wagner tan rã, bị đưa vào dưới sự quản lý của chính phủ Nga hoặc có lãnh đạo mới. Bà Rama Jadi nhận định viễn cảnh nằm dưới sự quản lý của chính phủ Nga hoặc lãnh đạo mới vẫn đảm bảo vai trò của Wagner tại châu Phi. Bà lập luận rằng cái chết của ông Prigozhin sẽ không thay đổi các kế hoạch của Nga. Theo bà, điều quan trọng với Nga là công việc của Wagner tại Mali và Cộng hòa Trung Phi vẫn tiếp diễn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 6 đã nhấn mạnh Wagner vẫn duy trì hiện diện tại châu Phi. Theo đài BBC của Anh, Wagner đã được thuê để bảo vệ các mỏ tại Cộng hòa Trung Phi và Sudan. Ngoài ra, chính phủ Mali và Tây Phi cũng sử dụng lực lượng này để chiến đấu chống các nhóm phiến quân Hồi giáo. Yevgeny Prigozhin, chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, người được giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là cánh tay phải của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong suốt cuộc xung đột với Ukraine kể từ năm 2014. Nhiều sự kiện lịch sử đã chứng minh Prigozhin có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin ngay từ thập niên 90 của thế kỷ 20, khi ông Putin giữ vai trò cấp phó của thị trưởng Anatoly Sobchak. Bước sang những năm đầu thế kỷ 21, mối quan hệ của ông Prigozhin và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin được coi là bắt đầu trở nên thân thiết hơn khi Prigozhin được đánh giá là đầu bếp riêng của Tổng thống Putin. Sự nghiệp của ông Prigozhin sau đó lên như diều gặp gió và nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn quân sự tư nhân lớn nhất thế giới, vươn vòi bạch tuộc khắp các châu lục để hoạt động. Song, theo Tổng thống Nga Putin đánh giá, ông Prigozhin là một người có số phận trắc trở. Hãy cùng quay lại thời điểm những năm 1990 của thế kỷ 20, khi ông Prigozhin được trả tự do sau 12 năm ngồi tù cho các tội cướp giật, lừa đảo, tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên. Sau khi Liên Xô tan rã, với những nỗ lực vượt trội, Prigozhin đã xoay sở biến một nhà hàng trên thuyền sang trọng
có tên New Iceland tại St. Petersburg, New Iceland để phục vụ các quan chức và những người nổi tiếng của nước Nga. Qua nhà hàng này, mối quan hệ giữa ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin chính thức được thiết lập và trở nên mật thiết khi Prigozhin được mệnh danh là đầu bếp của Tổng thống. Một mối quan hệ tốt đẹp với giới tinh hoa Nga đã mang lại cho tỷ phú Prigozhin những hợp đồng lớn như cung cấp sức ăn cho các trường học, bệnh viện và cả quân đội Nga. Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ an ninh ở châu Phi và Trung Đông, những công ty liên quan tới Prigozhin cũng đã đẩy mạnh xuất khẩu lương thực, thực phẩm phục vụ ngày càng nhiều nhân lực và chuyên gia quân sự của Nga hoạt động trên khắp thế giới. Trong thời gian dài, Prigozhin không để tên mình dính dáng với Wagner. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 2022, ông trùm Wagner Prigozhin mới xác nhận việc thành lập Wagner. Ông Prigozhin nói rằng ông có ý tưởng thành lập Wagner khi Moscow tìm cách ngăn chặn binh sĩ Ukraine tiến vào Crimea sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga trong năm 2014. Chính vào thời điểm đó, vào ngày 1 tháng 5 năm 2014, một nhóm người yêu nước đã thành hình, sau đó có tên gọi là nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn Wagner. Hãng tin TASS dẫn lời ông Prigozhin. Prigozhin cho rằng Wagner đã giúp bảo vệ người dân Syria, các dân tộc khác của các quốc gia Ả Rập, những người dân châu Phi và Mỹ Latin có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 12 năm 2016, tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin từng trao tặng huân chương anh hùng cho Prigozhin vì những đóng góp giúp cho Nga ở Syria. Trong khi đó, tình báo phương Tây không ít lần đưa ra những chứng cứ về các hoạt động tàn bạo của lực lượng Wagner ở những nơi mà đội ngũ này được mời ký hợp đồng. Theo truyền thông quốc tế, vai trò của Wagner chỉ trở nên nổi bật trong cuộc xung đột ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine trong giai đoạn 2014-2015. Tại Crimea, lính đánh thuê của Wagner giúp lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát bán đảo. Sau đó, Wagner tiếp tục hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga tại vùng Donbass. Song đổi lại, Nga cũng phải trả một khoản không hề nhỏ cho sự trung thành của lực lượng Wagner. Theo đài RT, Tổng thống Nga tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính phủ Nga đã phân bổ hơn 86 tỷ rúp, khoảng 1 tỷ USD, cho tiền lương và các khoản ưu đãi của các chiến binh Wagner. Trong khi đó, người sáng lập Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, người đồng sở hữu công ty cung cấp thực phẩm Concord, đã kiếm hơn 80 tỷ rúp, 960 triệu USD từ các hợp đồng nhà nước ký với công ty này. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, tập đoàn Wagner hiện có nhiều vũ khí giống như quân đội chính quy, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và máy bay tấn công. Một số vũ khí trong số này được Wagner sử dụng trong cuộc nổi loạn vào ngày 24 tháng 6. Không thể phủ nhận, lực lượng Wagner đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự hiện nay của Nga ở Ukraine, hỗ trợ quân đội chính quy trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông trùm Wagner đã đi một nước cờ mà giới phân tích cho rằng quá mạo hiểm. Tối ngày 23 tháng 6, ông Prigozhin tuyên bố dẫn 25.000 quân từ chiến trường Ukraine tiến vào vùng Rostov ở biên giới Nga, bắt đầu hành trình mà ông gọi là đòi công lý sau khi cáo buộc Moscow tập kích tên lửa vào cứ điểm của Wagner, khiến nhiều lính thiệt mạng. Tối ngày 24 tháng 6, khi đoàn xe của Wagner chỉ còn cách Moscow 200 km, ông Prigozhin bất ngờ thông báo đồng ý dừng cuộc tiến quân, rút lực lượng khỏi các cơ sở quân sự đã chiếm đóng ở Nga, sau đó nỗ lực hòa giải với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận, ông Prigozhin chấp nhận chuyển đến Belarus. Đổi lại, Nga cam kết hủy điều tra quân sự, đảm bảo an toàn cho ông trùm và các thành viên Wagner. Các tay súng Wagner không tham gia binh biến để có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Trong bài phát biểu trước đó, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn tới chỉ huy và những chiến binh Wagner vì quyết định dừng vụ nổi loạn trước khi quá muộn và không cho phép xảy ra đổ máu. Ông khẳng định sẽ giữ lời hứa mà ông đã đưa ra trong quá trình đàm phán với Wagner. Các vị có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan lập pháp khác hoặc trở về với gia đình, bạn bè, bất cứ ai muốn đều có thể đến Belarus, ông Putin nói. Tổng thống Putin cho biết ông không mạnh tay ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner ngay từ đầu để tránh đổ máu và để củng cố khối đoàn kết dân tộc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!